Cậu bạn Loạn Thị. Những người đi biển kể rằng, thỉnh thoảng trong những ngày biển động, đột nhiên có một ngọn gió màu lam nổi lên từ khơi xa, đuổi theo những con sóng vào bờ, rồi bay vút lên bầu trời. Khi ấy, mưa sẽ ngừng rơi, bầu trời sẽ trong xanh trở lại. Ai nhìn thấy ngọn gió ấy, nhất định sẽ gặp điều tốt lành. Ngọn gió màu lam có thật không nhỉ? Thưa cô. Ai đấy nhỉ? Thưa cô, cho em vào lớp ạ. À, em là Vĩnh, học sinh mới phải không? Em vào lớp đi. Dạ. Cậu Vĩnh ấy ở đâu ra mà tự dưng vào lớp mình giữa năm học thế nhỉ? Tớ nghe nói, nhà cậu ta tận ngoài đảo. Trường học vừa bị đóng cửa, vì quá ít học sinh nên từ giờ, sáng nào cậu ta cũng theo phà qua đây học đấy. Thế cơ à, sao cậu biết? Lúc nãy đi lấy sổ đầu bài, tớ hóng được cô hiệu phó và cô chủ nhiệm nói chuyện. Mà tớ còn kia thấy bảng điểm của cậu ta nữa. Trời, toàn điểm giỏi thôi. Chắc cậu ta không phải người Trần. Chắc thế. Thôi, em về chỗ đi. Nếu cứ học hành thế này thì làm sao thi đại học được. Vâng ơi, đi xem phim đi. Hôm nay không được, tớ đi trước đã nha. Thế này thì muộn buổi tập mất. Ô, Vĩnh kìa, mình xin cậu ấy cho đi nhờ một đoạn vậy. Xấu hổ quá đi mất. Vĩnh à, cậu đang học à? Tớ xin lỗi nha, để tớ đi chỗ khác chơi đàn. Có phải vì mãi chơi đàn mà cậu quên học bài không? Tớ thích chơi vĩ cầm lắm. Nhưng đây là lần cuối. Từ mai tớ sẽ không chơi nữa. Tớ sẽ chỉ tập trung học để thi đại học thôi. Sao cậu không chơi vĩ cầm nữa? Vì muốn chơi vĩ cầm giỏi, phải tập trung luyện tập rất vất vả và lâu dài. Tớ sợ mình không đủ kiên trì. Thế nên tốt nhất tớ phải học để sau này tìm một việc gì đó ổn định. Trở thành một người chơi vĩ cầm chuyên nghiệp chỉ là một giấc mơ viển vông thôi. Cậu xem này, từ nhỏ tớ đã mơ ước sau này lớn lên sẽ thành phi công lái máy bay. Tớ sẽ bay lên bầu trời rộng lớn, băng qua những đám mây, tới những vùng đất mới xa xôi và nhiều điều kỳ lạ. Nhưng ước mơ ấy sẽ không bao giờ thực hiện được. Vì sao lại không? Vì mắt tớ nhìn không được tốt. Từ khi sinh ra đã vậy rồi. Nếu cậu đứng xa hơn chút là tớ không nhận ra cậu đâu. À, tớ hiểu rồi. Hóa ra hôm qua cậu đã không nhận ra tớ. Tớ thấy cậu mặc chiếc áo mưa màu xanh phóng vù qua. Tớ vẫy tay xin đi nhờ, nhưng mà bị cậu bơ đẹp luôn á. Thế hả? Đúng là hôm qua tớ có thấy ai đó đứng dưới chiếc ô vàng vẫy vẫy tay, nhưng tớ không biết đó là cậu đang vẫy tớ. Xin lỗi cậu nhé. Lúc ấy tớ rất xấu hổ, vì nghĩ chắc cậu không thích chơi với đứa học dốt như tớ. Nhưng giờ tớ vui rồi, vì không phải thế. Không đúng. Đáng lẽ tớ không được vui vì mắt của cậu không nhìn rõ. Không có sao đâu, tớ đã quyết định rồi. Nếu tớ không thể làm phi công thì tớ sẽ làm kỹ sư. Tớ sẽ thiết kế những chiếc máy bay thật đẹp cho cậu xem. Mà việc đó thì rất khó đấy. Nếu không học giỏi thì không làm được đâu. Cậu chăm chỉ thế này sẽ làm được mà. Ừ, tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cả cậu cũng thế nhé. Tớ á, cậu thử theo đuổi ước mơ của mình thật nghiêm túc xem nào. Cậu không giống tớ, không có gì cản trở cậu cả. Chỉ có bản thân cậu không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình thôi. Một con cá hàng ngày nhàn nhã bơi trong vũng hẹp. Nếu một ngày ra đại dương thì sẽ nguy hiểm biết chừng nào. Nhưng cũng sẽ hạnh phúc rạng ngời biết chừng nào. Tớ sẽ nghiêm túc với ước mơ của mình. Vâng ơi, chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng nhé con. Hôm nay mẹ nấu xôi đổ đỏ cho con ăn. Đi thi nhất định sẽ đổ. Dạ. Cơn bão số 3 bất ngờ tràn vào thành phố, gây mưa trên diện rộng, gió giật mạnh, đề phòng dông lốc. Sao rồi bác? Có đi được nữa không bác? Xin lỗi mọi người, không thể đi tiếp được nữa.
Bác cho cháu xuống ở đây ạ. May quá, mình đến kịp rồi. Cây vĩ đâu rồi? Nếu không phải là cây vĩ ấy thì mình không thể chơi được. Mình đã cố gắng đến như vậy rồi mà. Vân ơi, Vân ơi, tớ mang chiếc vĩ đến cho cậu đây nè. Sao mà cậu giữa trời bão thế này? À, tớ gặp mẹ cậu ở bến xe buýt. Tớ đã hứa với cô sẽ mang bằng được chiếc vĩ đến cho cậu. Thí sinh Lê Thanh Vân, đến lượt cậu rồi đấy, nhanh vào đi. Cảm ơn cậu, cố gắng nhé Vân. Việc ủng hộ một người theo đuổi ước mơ còn khó khăn hơn rất nhiều việc bản thân mình kiên trì cố gắng. Vĩnh đã quyết tâm giữ ước mơ cho tôi, ngay cả khi tôi tưởng mình không thể nào với tới nó. Cậu ấy như ngọn gió màu lam trong câu chuyện của những người đi biển. Được làm bạn với cậu ấy đúng là một điều tốt lành. Đôi mắt không hoàn hảo. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Đâu dễ gì được đạo diễn Đỗ Hùng chọn làm diễn viên chính khi còn là sinh viên đâu mẹ. Vì thế mà mẹ hãy cứ yên tâm về con. Ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng của con sẽ sớm thành hiện thực mà thôi. Ừ, mẹ cứ dặn trước như vậy. Dù sao cũng cần ưu tiên việc học hơn mà. Đi diễn cũng tốt, nhưng đừng vì thế mà bỏ bê việc học nha. Nhà mình nghèo, tiền quý thật, nhưng mẹ còn lo được. Cứ chuyên tâm học nha con. Vâng, con biết mà. Thôi mẹ nghỉ nha, tới giờ con đi quay rồi. Cháu nó vừa được mời làm diễn viên chính đấy bác ạ. Trời ơi, thằng nhỏ giỏi quá. Mới là sinh viên mà đã được đóng vai chính rồi. Lẽ ra chị phải vui mừng, chứ sao lại buồn quá. Thì tôi cứ lo nó mãi mê đi diễn, lại bỏ bê bài vở, rồi cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Nhà neo người lại khó khăn như vậy, học gì không học, lại theo nghề diễn viên. Rồi mai kia khéo nó lại bỏ chị chức già ở nhà đấy. Tôi chỉ nghĩ là từ nhỏ thằng Hoàng đã thiếu thốn tình cha, cho nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho nó. Đó cũng là ước mơ của thằng nhỏ mà bác. Cắt, tốt lắm. Tốt lắm chàng trai trẻ, cứ vậy mà phát huy nha. Dạ, con sẽ cố gắng. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, rồi chúng ta tiếp tục. 2 năm sau. Vào chiều nay tôi còn lịch gì nữa không? Chiều nay cậu còn buổi chụp hình cho hãng thời trang nữa. Ngày nào cũng kín lịch. Diễn viên nổi tiếng phải vậy chứ cậu. À, chắc cuối tuần này cậu không về quê được rồi. Sao? Lại có chuyện gì à? Vâng, phía nhà sản xuất thông báo buổi họp báo phim Người Con Vội Bạc sẽ chuyển sang thứ bảy tuần này. Tôi thấy thứ bảy cậu trống lịch nên ok luôn rồi. Sao thay đổi lịch không nói với tôi một tiếng mà lại tự quyết định vậy? Dù sao tôi cũng là sao hạng A. Đôi khi cậu làm như vậy thành ra tôi mất đi giá trị của tôi. Vâng, tôi sẽ lưu ý và rút kinh nghiệm ạ. Minh Hoàng, nam thần của điện ảnh Việt. Thằng Hoàng lên báo bảnh quá chị ha. Đúng là diễn viên nổi tiếng có khác. Nhưng chẳng hiểu nó nghĩ gì mà để mẹ nó sống một mình thế này. Ấy, ấy, không phải là như bác nghĩ đâu. Cháu nó cũng có ý định đón tôi lên ở cùng ấy chứ. Nhưng cuộc sống của giới nghệ sĩ khác mình quá, cho nên tôi không có muốn lên. Vả lại còn hương hỏa tổ tiên nữa chứ, tôi đi sao mà đành được. Chị đừng có bên nó nữa, tại tôi lo cho chị thì mới nói chứ. Còn tôi thì tôi chẳng để vậy đâu. Kìa, cậu sao thế? Mắt tôi tự dưng khó chịu quá à. Cắt. Tôi nghĩ cậu nên đi khám xem thế nào đi. Chứ để lâu như vậy tôi thấy không ổn. Một túi công việc kia đi thế nào được. Đôi mắt quan trọng lắm cậu ạ. Nếu lỡ có làm sao thì khốn cả đời. Sắp xếp xem tuần này tôi trống buổi nào đi. Mắt phải của cậu đã gặp phải tình trạng giác mạc hình chớp. Trong vòng 2 tháng nữa thị lực của cậu sẽ mất dần. Bác sĩ nói sao? Mắt phải của tôi sẽ hỏng trong 2 tháng tới. Ông không nhầm chứ?
đó là kết quả chính xác. Đây là bệnh lý mới nên việc có thể chữa trị được hay không tôi chưa dám khẳng định. Trời ơi, ước mơ của tôi, sự nghiệp của tôi chấm dứt tại đây sao? Lúc này cậu cần phải bình tĩnh, hãy nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức hay kích động mạnh, cậu hiểu chứ? Không thể nào như thế được, không thể nào. Sao mẹ biết chuyện đó chứ? Lại là báo chí à? Hay là mẹ lên đó xem tình hình như thế nào? Ở nhà mẹ sốt ruột quá. Mẹ có lên đây cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Hơn nữa báo chí đang chĩa mũi về phía con rất nhiều. Mẹ lên đây rồi người ta lại để ý soi mói, còn chưa đủ rắc rối hay sao chứ? Thì mẹ cũng chỉ... Thôi vậy nha, con tắt máy đi, con mệt rồi. Thông tin cậu bị mất thị lực đã tràn lan trên khắp mặt báo. Tôi e là... Diễn viên trẻ Minh Hoàng có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Hoàng tử điện ảnh Việt bỏ nghề vì căn bệnh quái ác. Đạo diễn nói sao? Hủy vai? Lý do là gì? Bên phía nhà sản xuất họ không chấp nhận diễn viên khiếm thị, mong cậu thông cảm. Nhưng mà... Tất cả các nhà sản xuất và nhãn hàng đã hủy hợp tác với cậu rồi. Mọi thứ chấm dứt thật rồi. Cậu phải lạc quan lên. Chúng ta đang chờ tin từ bệnh viện, chắc chắn sẽ có người tình nguyện hiến xác mà thôi. Nhưng hiện kho xác bạc của bệnh viện đã hết. À, tôi có ý này nè. Báo chí quan tâm tới đời tư của cậu, vậy tại sao chúng ta không nhờ chính họ giúp mọi người biết cậu đang cần tìm người tốt bụng hiến xác mạng đi? Cũng là ý kiến hay, nhưng tôi không hy vọng nhiều lắm. Sao hạng A đây sao? Ngày mai cậu có buổi hẹn gặp bác sĩ để khám lâm sàng trước khi tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc đó. Bác sĩ vừa gọi thông báo cho tôi biết rằng đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu rồi. Đã có người hiến giác mạc cho tôi ư? Tôi đã chờ trong vô vọng suốt 2 tháng mà. Dù không được tỉnh táo nhưng cậu không nghe nhầm đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tới bệnh viện. 2 tuần sau. Cậu thấy sao rồi? Bây giờ tôi bắt đầu nhìn rõ 2 người nữa đó. Có thể nói ca phẫu thuật ghép giác mạc đã thành công 99,99%. Với tình hình này, chỉ 1 đến 2 tháng tới mắt cậu sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ thành phế nhân chứ. Không, người cậu cần cảm ơn là người hiến giác mạc cho cậu chứ. Nhưng tiếc là người đó muốn giữ danh tính. Sao người đó lại muốn giữ bí mật chứ? Tôi cũng không rõ. Thôi các cậu làm thủ tục xuất viện đi. Nhớ lịch tái khám đó nha. Mẹ xin lỗi con. Lúc con gặp hoạn nạn, mẹ lại chẳng thể giúp gì được cho con. Con hiểu mà. Bây giờ thì tốt rồi. Con nhớ ăn uống, nghỉ ngơi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nha. Hôm nào được nghỉ thì báo mẹ, mẹ lên. Diễn viên trẻ Minh Hoàng trở lại màn ảnh sau cú sốc. Thằng nhỏ sao rồi? Nó bắt đầu trở lại công việc rồi hả? Cũng may, mắt của cháu nó đã phục hồi lại rồi. Nhưng mà chị lại... Thôi bác à, tôi về cơm nước đây, muộn rồi. Mẹ ơi! Con về rồi nè mẹ ơi. Con về rồi à. Hai anh em vào trong rửa mặt mũi đi. Cơm nước mẹ chuẩn bị sắp xong rồi. Con đã nói trước là hôm nay con về đón mẹ lên sống cùng với con. Con đi cùng trợ lý nên mẹ ăn bận tương thất một chút. Vậy mà mẹ... Thật con không biết mặt mũi để đâu nữa. Mẹ xin lỗi. Tại theo thói quen.
cứ mẹ nhớ rồi, rồi đâu lại vào đó thôi. Đấy, ví dụ hôm nay mà chẳng may có phóng viên người ta đi theo thì như thế nào đây? Mẹ phải giữ thể diện cho con một chút chứ. Mẹ cũng biết là cuộc sống của con rất nhiều người nhìn vào bới móc, vì thế nên con muốn mẹ để ý tới ngoại hình cũng như mỗi lời nói và hành động, và nhất là mái tóc của mẹ. Mẹ già rồi nhưng không được ăn vận lượm thượm thế kia. Mẹ vén cái tóc lên cho đỡ lòa xòa đi. Mẹ xin lỗi con. Được rồi, mẹ sẽ để ý hơn. Thôi hai đứa ngồi chơi đi, mẹ đi lo cơm nước không muộn. Mẹ ơi, đồ đạc mẹ xếp ra đây hết rồi hả mẹ? Ừ, trong tủ còn một ít đồ nữa, con lấy ra giúp mẹ luôn đi. Trên đó dùng gì mấy cái thứ đồ này mà phải chuyên chở lên cho mất công thế này chứ. Lại cái gì thế này? Giấy chứng nhận hiến giác mạc. Bà Hạnh. Người hiến giác mạc không muốn tiết lộ danh tính. Trời ơi, người đó là mẹ. Con... Mẹ à, chuyện này là sao? Sao mẹ lại giấu con chứ? Tại mẹ... Mẹ... Tình hình rất nguy cấp. Nếu không tiến hành ghép giác mạc gấp thì e là cậu ấy sẽ mất thị lực mãi mãi. Tôi sẽ giúp cho con của tôi. Mẹ à, con thật vô tâm. Con là đứa con bất hiếu, phải không mẹ? Không phải, là mẹ muốn giữ kín chuyện này mà. Vì nếu con biết người hiến giác mạc là mẹ thì liệu con có đồng ý hay không? Con xin lỗi. Tại sao mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con mà con không những không hiểu lại còn chê bai trách móc mẹ? Bây giờ con phải làm gì để tạ lỗi với mẹ ở đây? Mẹ ơi, nhìn con đau khổ, mẹ nào cam lòng. Mẹ muốn con sẽ tiếp tục nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt của mẹ. Mẹ ơi, con nợ mẹ cả cuộc đời này. Mẹ ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.